Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối hôm nay. Hôm nay là thứ sáu ngày 2024 được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đảo chiều tăng trở lại với tỷ lệ tăng là 0,25%, hiện tại đứng ở mức 2.462,8 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm, giao dịch ở mức 102,8 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 2,52%, giao dịch ở mức 58.496 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 3,898% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm, giao dịch ở mức 77,08 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới ổn định trong phiên ngày hôm nay và hướng tới tuần tăng giá nhờ sự lạc quan về việc cục dự trữ liên bang Mỹ Fed cắt giảm lãi suất, trong khi các nhà giao dịch chờ đợi bài phát biểu của chủ tịch Fed Jerome Powell vào tuần tới để tìm kiếm thêm manh mối về mức độ cắt giảm. Theo nhà phân tích thị trường Tham Water của KCMJ cho biết, triển vọng tăng giá đối với vàng vẫn không thay đổi do quỹ đạo giảm của lãi suất toàn cầu. Kim loại quý này vẫn có khả năng đạt mức 2.500 đô la Mỹ trên một ounce. Dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần này đã loại bỏ lo ngại về suy thoái, nhưng các nhà giao dịch tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới đây. Về mặt nhận định xuống của giá vàng, hai quan chức Fed trong ngày 15 tháng 8 đã thảo luận về khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách của ngân hàng này vào tháng tới, đảo ngược thái độ hoài nghi trước đây của họ về việc giảm chi phí đi vay quá sớm. Theo CMFat Watson, các thị trường dự đoán có đến 100% khả năng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế mạnh mẽ mới đây khiến cho tỷ lệ dự đoán cắt giảm lãi suất 0,5% giảm đi. Môi trường lãi suất thấp có xuống thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng, vốn là một tài sản phi lợi nhuận. Theo ông Jeff Le Christian, đối tác quản lý của CPM Group cho biết, những bất ổn chính trị sẽ tiếp tục tác động tích cực đến vàng, nhưng chúng cũng có khả năng làm tăng thêm sự biến động. Biên bản cuộc họp chính sách tháng 7 năm 2024 của Fed sẽ được công bố trong ngày 21 tháng 8. Và ông Jerome Powell sẽ phát biểu về triển vọng kinh tế Mỹ trong ngày 23 tháng 8 tới tại hội nghị thượng đỉnh Jackson Hole. Còn theo giám đốc Ajay Kadia của Kadia Commodity tại Mumbai cho biết, vàng dự kiến sẽ tìm được mức hỗ trợ ở mức 2.440 đô la Mỹ trên một ounce và đối mặt với mức kháng cự là 2.485 đô la Mỹ trên một ounce và có khả năng tăng lên mức 2.585 cho đến 2.590 đô la Mỹ trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Thời gian gần đây, trong khi giá bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp neo cao ở mức 80 triệu đồng trên lượng, thì trên thị trường tự do, mức giá mua chỉ ở khoảng 80 triệu đồng trên lượng và giá bán chỉ dưới 81 triệu đồng trên một lượng. Điều này khác xa so với mức chênh thời gian trước đây khi mà ngân hàng nhà nước bắt đầu triển khai bán vàng bình ổn. Mức chênh tại các doanh nghiệp và thị trường tự do luôn duy trì trong khoảng từ 2 đến 5 triệu đồng cho mỗi lượng. Theo đó, lượng người có nhu cầu săn hộ vàng cũng ít hẳn vì nếu mua vàng từ các ngân hàng nhà nước và bán lại trên thị trường tự do sẽ bị lỗ vốn. Đó là chưa kể phần chi phí phải trả cho những suất săn hộ vàng. Chính vì giá tại thị trường tự do rớt quá mạnh nên nhiều người chuyên mua đi bán lại hay là săn suất mua vàng đã tuyên bố tạm nghỉ giao dịch. Những người đi săn suất đăng ký mua vàng miếng online theo đó cũng giảm đi đáng kể. Hết lực lượng đầu cơ nên những ngày gần đây, nhiều người dân bất ngờ mua được vàng miếng SJC từ ngân hàng mặc dù trước đó liên tục đăng ký nhưng đều có thông báo không thành công. Các rủi ro mà người mua có thể gặp phải khi sử dụng dịch vụ đăng ký mua hộ vàng miếng trực tuyến. Thứ nhất là lộ thông tin cá nhân. Khi đăng ký hộ, người mua phải cung cấp thông tin như họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân và hộ khẩu thường trú. Việc này có thể dẫn tới rủi ro lộ thông tin cá nhân, làm tăng nguy cơ bị lợi dụng thông tin cho các mục đích phi pháp. Thứ hai đó là chiếm đoạt tài chính. Nếu người đăng ký hộ yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc là thông tin tài khoản ngân hàng có số dư lớn, có thể xảy ra trường hợp chiếm đoạt tài sản. Thứ ba là thất thoát tiền do trung gian. Việc thanh toán thù lao cho người đăng ký hộ mà không đảm bảo giao dịch thành công có thể dẫn tới mất tiền mà không mua được vàng như ý muốn. Thứ tư đó là sai lệch thông tin đăng ký. Có thể xảy ra sai sót trong việc đăng ký thông tin khiến người mua không thể nhận vàng được như đã đăng ký. Thứ năm đó là giả mạo danh tính. Các nhóm trên mạng xã hội
có thể không minh bạch và thiếu tính pháp lý, dẫn đến nguy cơ cao về các giao dịch giả mạo. Thứ sáu đó là biến động giá vàng. Thời điểm giao dịch có thể không phải lúc tốt nhất do biến động giá vàng. Người mua vàng có thể phải mua vàng với giá cao hơn so với thị trường. Để tránh những rủi ro này, người mua nên cân nhắc kỹ lưỡng và chỉ thực hiện giao dịch mua vàng qua các kênh chính thức và uy tín, tránh qua các trung gian không rõ nguồn gốc hoặc là không có cơ sở pháp lý rõ ràng. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay. Mặt hàng vàng miếng tạm thời thì không có thay đổi, mặt hàng vàng nhẫn một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn duy trì trong xuống giảm nhẹ. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 24.860 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.230 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 20 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.450 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.530 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 45 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 7 triệu 800 nghìn, bán ra 8 triệu. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7 triệu 800 nghìn, bán ra 8 triệu. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7 triệu 800 nghìn, bán ra 8 triệu. PNC Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7 triệu 800 nghìn, bán ra 8 triệu. Phú Quý SJC mua vào 7 triệu 800 nghìn, bán ra 8 triệu. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7 triệu 800 nghìn, bán ra 8 triệu. My Hồng SJC mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu, tăng 500 nghìn đồng trên lượng mua vào, chiều bán ra không có thay đổi. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank và ngân hàng TBank Gold mua vào 7 triệu 800 nghìn, bán ra 8 triệu. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì không có thay đổi về giá, trên lịch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7 triệu 800 nghìn, bán ra 8 triệu. SJC Huế mua vào 7 triệu 800 nghìn, bán ra 8 triệu. SJC Miền Tây, Quảng Ngãi, Biên Hòa, Long Xuyên mua vào 7 triệu 800 nghìn, bán ra 8 triệu. SJC Bạc Liêu mua vào 7 triệu 800 nghìn, bán ra 8 triệu. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7 triệu 800 nghìn, bán ra 8 triệu. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này giảm nhẹ và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7 triệu 645 nghìn, bán ra 7 triệu 775 nghìn. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 7 triệu 645 nghìn, bán ra 7 triệu 785 nghìn. Vàng 4 số 9 mua vào 7 triệu 630 nghìn, bán ra 7 triệu 730 nghìn. Vàng 24K mua vào 7 triệu 453,5 nghìn, bán ra 7 triệu 653,5 nghìn. Vàng 18K mua vào 5 triệu 563,1 nghìn, bán ra 5 triệu 813,1 nghìn. Vàng 14K mua vào 4 triệu 272 nghìn, bán ra 4 triệu 522 nghìn. Vàng 10K mua vào 2 triệu 988,7 nghìn, bán ra 3 triệu 238,7 nghìn. Nhẫn tròn bộ số 9 Hưng Thị Vượng Doji mua vào 7 triệu 650 nghìn, bán ra 7 triệu 770 nghìn. Nhẫn tròn bộ số 9 Phú Quý mua vào 7 triệu 645 nghìn, bán ra 7 triệu 770 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.